Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi livestream của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và ngày hôm nay, Thẩm mỹ quốc tế Bali có đón tiếp một vị khách rất đặc biệt. Và hãy cùng chờ xem vị khách này là ai nhé. Em chào bác sĩ. Chào cô ạ. Chào. Vâng, ngày hôm nay thì ở bên dưới các anh chị lễ tân có khoe là Thẩm mỹ quốc tế Bali có một vị khách rất là đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Thế là cháu cùng với anh camera phải lên trên này ngay để xin phép cô cho phép là livestream cũng như là phỏng vấn cô một chút được không ạ? Ôi, chân đi động bị lộ. Không còn một tí riêng tư gì. Cháu có quan sát thấy là ở trên màn hình đây đang có ảnh mà cô vừa mới soi mặt xong phải không ạ? Lộ hết rồi. Vâng, thì xin mời bác sĩ có thể là giải thích thêm cho cô Lê Khanh và cũng giới thiệu cho cả những vị khán giả đang theo dõi livestream là tình trạng mà trên gương mặt của cô Lê Khanh lúc này, tình trạng da đang như thế nào và chúng ta sẽ phải khắc phục những điều gì ạ? Xin mời bác sĩ ạ. Thế thì cô cháu mình đều biết ấy, là cái ba cái thành phần mà quan trọng nhất ở trong cái da đấy là cái collagen này, elastin này và cái hyaluronic acid. Đấy là ba cái thành phần mà nó giúp cho cái da của mình được căng mọng này, độ đàn hồi săn chắc tốt hơn rất nhiều. Thế thì ở cái thời kỳ tuổi trẻ ấy, thì cô cháu mình lúc nào thấy da nó rất là căng và mướt đúng không ạ? Đấy là nhờ ba cái thành phần nó rất là nhiều. Đấy là sự khác biệt. Dạ. Chất lượng rất tuổi tốt. Tuổi nọ và tuổi kia. Dạ. Và thế thì sau độ tuổi 30 ấy, thì những cái thành phần nó đều bị suy giảm một cách rất là đột ngột, cả về chất lượng lẫn số lượng. Thế thì bắt đầu từ 30. Dạ vâng ạ, đúng rồi, từ độ tuổi 30 là những cái thành phần nó bị suy giảm rất nhiều rồi. Một là cái bộ máy sản xuất nó cũng kém đi này, chất lượng sản xuất ra cũng kém đi này. Chính vì vậy mà thấy là cô cháu mình bắt đầu xuất hiện những cái nếp mà cái nếp nhăn mà chúng ta gọi là nếp lão hóa đúng không ạ? Thế thì cô thấy trên da của mình có thể thấy là chúng ta bắt đầu xuất hiện những cái nếp nhăn này ở vùng trán này và nhiều nhất là cái vùng mắt và đuôi mắt. Chúng ta hay gọi là nếp nhăn chân chim. Cô nhìn thấy nó giống như ba cái chân con chim rồi, á đúng không ạ? Đuôi mắt. Đầu thì héo chân chim. Dạ. Mà rồi nếp nhăn quanh miệng này. Đúng không ạ? Rồi ngoài ra nữa thì cô có thể thấy là chúng ta có những cái điểm trùng rãnh do lão hóa đúng không ạ? Mọi người hay gọi là râu rồng ấy đúng không ạ? Thế thì đây là cái rãnh môi má cô thấy là bắt đầu xuất hiện sâu xuống này. Rồi những cái rãnh nước mắt cũng vậy. Và đó là những cái điểm mà tạo nên cái nét già của chúng ta đúng không ạ? Thế thì với những cái dấu hiệu lão hóa nhiều như thế này thì chúng ta sẽ cần phải một cái gọi là tổng tấn công để gọi là níu kéo lại tuổi thanh xuân đúng không ạ? Vâng, bác sĩ ơi, với những cái chia sẻ của bác sĩ và những cái phân tích của bác sĩ về tình trạng da mặt của cô Lê Khanh thì cô Lê Khanh nên sử dụng dịch vụ nào hiện đang có tại Thẩm mỹ quốc tế Bali để có thể khắc phục cái tình trạng lão hóa này ạ? Thế thì với cái tình trạng mà lão hóa da của cô ạ, tuy mặc dù là trên da của cô hiện nay vẫn còn nhiều ưu điểm nha, so với lại những cái bạn bè chị em đồng trang lứa là da của cô vẫn còn một vài cái điểm ưu điểm đúng không ạ? Ví dụ như là độ căng của mình là một vài vùng rất rất là tốt. Dạ. Lần đối diện sự thật phũ phàng cần phải có một cái sự động viên. Dạ. Là người đẹp trong tốt xấu. Dạ. Thế thì với những cái lão hóa điểm lão hóa này thì chúng ta sẽ như sau nói lúc trước ấy, là chúng ta sẽ phải cần có một cái sự tổng tấn công mạnh để hồi phục lại, níu kéo lại cái tuổi thanh xuân. Thế thì hiện nay với cái sự phát triển của khoa công nghệ ấy, thì nó đã có một cái công nghệ gọi là Thermax FLX. Thế thì cái công nghệ này nó sử dụng cái sóng RF và cái công nghệ này đến từ Mỹ. Cái sóng RF nó là một cái công nghệ mới hiện nay và cái đời máy FLX cũng là cái đời máy mới nhất hiện nay và đã có tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Thế thì cái sóng RF nó tác động đến cái da của chúng ta được bằng cái cơ chế đấy là nó tạo ra cái hiệu ứng nhiệt ở trên bề mặt và sâu xuống dưới da. Thế thì khi mà có những cái hiệu ứng nhiệt thì nó sẽ kích thích tăng sinh cái collagen. Cô có hình dung như là cái bộ máy của chúng ta nó đang rệu rã thì cái sóng RF đó nó sẽ kích thích làm tăng sinh cái, nó kích thích lại đẩy mạnh lên cái việc mà tăng sinh cái collagen và elastin trong da của chúng ta. Tức là tác động của nó chỉ chủ yếu là tác động nhiệt. Dạ vâng. Thế cô làm cứ làm nóng mặt là được à? Không, nhiệt cái nó là cái hiệu ứng nhiệt là do cái máy nó mới tạo ra được và nó sẽ phải đi sâu xuống cái tầng trung bì sâu của da của chúng ta được. Thế còn ví dụ như cái nhiệt cô tạo bề mặt ha thì nó lại không thể, nó chỉ là ở trên bề mặt thôi, nó không thể đi xuống sâu được thì nó sẽ không kích thích được tăng sinh collagen cho cái da của chúng ta ha. Và đó là cái công nghệ mà cháu muốn giải thích cho cô để cô hiểu, tìm hiểu ha. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và với công nghệ rất là tuyệt vời như vậy thì qua sự
tư vấn của bác sĩ, thì không biết cô Lê Khai có cảm thấy yên tâm không ạ? Đã sẵn sàng để bắt đầu chưa ạ? Cô cũng có chút tò mò. Tuy nhiên cái cách mà sử dụng nhiệt đúng không ạ? Vâng. Giới thiệu và phân tích thì cũng có một chút yên tâm. Thì tất cả nó đều đang ở phía trước. Dạ. Vâng. Thì cái sự hiện diện của cô ở đây thì các cháu cũng biết rồi. Dạ. Đến một lúc nào đấy thì mình cũng cần có một cái nhu cầu để cải thiện hình ảnh của mình, nhất là cái nghề của cô rất quan trọng. Đúng là nghề đứng trước công chúng thì chúng ta luôn luôn phải làm mới. Như là soi thế này thì cũng hơi sốc. Và là nếu như mà cô đã sẵn sàng rồi thì cháu xin mời bác sĩ cũng như là cô sẽ cùng lên phòng trẻ hóa da mặt để chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn bây giờ ạ. Chào, cảm ơn cô ạ. Thử xem đang. Và quý vị khán giả đang theo dõi livestream thân mến, quý vị thấy không, Thẩm mỹ viện quốc tế Bali, Thẩm mỹ quốc tế Bali là một điểm đến dành cho rất là nhiều những nghệ sĩ, diễn viên và rất là an tâm khi chúng ta sử dụng những dịch vụ tại đây. Nếu như quý vị quan tâm thì hãy liên hệ ngay với hotline của chúng tôi với số điện thoại là 0386 463 463 hoặc có thể đến trực tiếp Thẩm mỹ quốc tế Bali tại địa chỉ 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.